Chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Với lãnh địa Chu Tứ Phục Tử của luật sư Higuruma đã thành công giam giữ đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờ, chính là Ryomen Sukuna. Đây là một lãnh địa đặc biệt với nhiều tính năng đặc biệt khiến cho thế mạnh của Vua Nguyền Hồn bị vô hiệu hóa. Và rồi kết cục của hắn ta sau khi bản án hoàn thành vẫn còn là một ẩn số. Với lợi thế như thế này thì khả năng cao luật sư Higuruma sẽ có thể đem lại chiến thắng về cho phía nhóm Yuji và mở ra hướng đi dễ dàng hơn để đối đầu với phe phản diện. Được biết thì trong khoảng thời gian dài mà tử diệt hồi dù diễn ra, diễn biến lại càng ngày càng trở nên tệ hơn, đến cả chú thực sự mạnh nhất thời hiện đại cũng đã bại trận trước Vua Nguyền Hồn. Vậy thì liệu rằng đây có phải là thời điểm thích hợp để phía Yuji lật ngược lại thế cơ với lãnh địa đặc biệt của luật sư Higuruma, và lãnh địa Chu Tứ Phục Tử này có những thuộc tính gì mà chúng ta cần chú ý? Hãy cùng mình phân tích banh trướng lãnh địa của Higuruma trong video ngày hôm nay nhé. Hình dạng Chu Tứ Phục Tử mô phỏng một phòng xử án nhỏ, nơi chủ sở hữu và mục tiêu của họ đóng vai trò công tố viên và bị cáo. Phòng xử án được bố trí đơn giản với chiếc bàn và hai chiếc ghế, một chiếc dành cho người dùng và một chiếc dành cho mục tiêu. Ở phía sau phòng xử án, lơ lửng trên trần nhà là rất nhiều máy chém, mỗi máy chém có một mảnh vụn nhỏ bên dưới. Máy chém là một hình ảnh mạnh mẽ của sự trừng phạt. Chúng gợi lên cảm giác lo sợ và nguy hiểm. Sự hiện diện của chúng trong lãnh địa Chu Tứ Phục Tử tạo ra một bầu không khí căng thẳng và đáng sợ. Lãnh địa này là nơi của sự đối đầu và đấu tranh khi đứng trên bàn cân công lý của Higuruma. Luật sư và mục tiêu của anh phải đối mặt với nhau trong một cuộc đấu trí để tìm ra sự thật đằng sau bất kỳ vụ án nào mà thức thần thẩm phán chọn ra. Nếu bị cáo bị kết tội, họ sẽ bị trừng phạt bằng cách tước bỏ đi chú lực hoặc thậm chí là án tử tùy theo mức độ tội trạng mà Higuruma cảm thấy thích đáng. Và tất nhiên, mỗi cáo buộc của Higuruma đều sẽ hợp lý theo quy chiếu công lý nghiêm minh của anh. Tuy nhiên, nếu bị cáo được tuyên bố vô tội, họ sẽ được thả ra khỏi lãnh địa. Ngoài ra thì dạng lãnh địa của Chu Tứ Phục Tử là đóng kín, có kết giới ngăn cản nạn nhân thoát ra khỏi tòa án bằng bất cứ hình thức bất hợp pháp nào. Vai trò của thức thần thẩm phán. Thức thần thẩm phán là thức thần quan trọng trong phạm vi lãnh địa Chu Tứ Phục Tử. Đây cũng là thức thần độc nhất được khảm riêng vào thuộc thức của Higuruma. Ngoài bản thân thức thần ra thì thẩm phán còn kết nối trực tiếp với quyền hạn sử dụng chú cụ linh hoạt của Higuruma, một chú cụ sở hữu khả năng biến hóa tùy theo ý muốn của Higuruma. Tuy nhiên, để mở khóa dạng mạnh nhất của chú cụ này thì đòi hỏi Higuruma phải thực hiện đúng bản án đối với nạn nhân bị nhốt bên trong, từ đó giành lấy khả năng kết liễu đối thủ chỉ bằng một đòn của kiếm hành quyết. Nhưng để xảy ra trường hợp này, phán quyết lại dựa trên lời khai và cáo buộc của hai bên, tức là bất kỳ biện minh hay kháng cáo nào của đối thủ mà hợp lý thì bất lợi sẽ dồn về phía Higuruma. Như đã biết thì tác dụng ban đầu của lãnh địa Chu Tứ Phục Tử là rất khác biệt so với đa phần của các chú thuật sư thông thường. Đây là loại lãnh địa không bao gồm hiệu ứng tất trúng, ngược lại nó ép buộc đối thủ bên trong lãnh địa phải tuân theo quy luật đã đề ra trước đó. Cụ thể đối với Chu Tứ Phục Tử là miễn nhiễm bạo lực. Đây là một điểm mạnh chí mạng dành cho Higuruma khi mà gần như tất cả lãnh địa từ những chú thuật sư khác đều sở hữu cho mình hiệu ứng tất trúng, chắc chắn chết. Họ sẽ không biết mình cần phải làm gì để thắng thế trong lãnh địa này. Và cuối cùng là lãnh địa chịu hình phạt mà bản án của thức thần thẩm phán đưa ra. Thẩm phán sẽ tự động biết mọi thông tin về mọi người trong lãnh địa, nhưng thông tin này không được chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả Higuruma. Bị cáo có 3 lựa chọn: im lặng, thú nhận hoặc từ chối. Nếu bị cáo lựa chọn từ chối các cáo buộc, họ có thể nói dối trong lời khai của mình. Mục tiêu của bị cáo là phải xóa tan mọi nghi ngờ và giành được lời tuyên bố vô tội từ thẩm phán. Công tố viên cũng có một cơ hội để đưa ra tuyên bố. Tuyên bố của họ là một lời bác bỏ dựa trên bằng chứng do thẩm phán đệ trình đề nghị bản án. Bằng chứng thực sự sẽ được cất bên trong phong bì niêm phong và được đưa cho Higuruma. Nó không nhất thiết phải kết luận và sẽ không được mở ra và chia sẻ cho bị cáo cho đến khi họ tuyên bố hành động của mình. Tuy nhiên, công tố viên Higuruma không được biết những gì bên trong trước khi mở phong bì. Ngay cả khi bên công tố và bên bào chữa đều đưa ra tuyên bố của mình, thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết hợp pháp. Nếu bị cáo bị kết tội, họ sẽ bị trừng phạt với một trong những bản án khác nhau. Và những trường hợp đã thấy thì có hai bản án khác nhau, đó là có tội, bị tước đoạt hoàn toàn chú lực, và có tội rồi bị kết án tử. Tuy nhiên, nếu bị cáo bị kết tội mà không có lời thú tội công khai, họ sẽ có thể yêu cầu xét xử lại mà thẩm phán không thể bác bỏ. Lãnh địa bẩm sinh của Hiromi là một công cụ mạnh mẽ, có thể được sử dụng cho cả mục đích tốt và xấu. Họ có thể được sử dụng để đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng và đưa ra công lý, nhưng nó cũng có thể bị lạm dụng để bức hại những người vô tội.
Trong Tứ Diệt Hồi Du, cách mà Higuruma sử dụng lãnh địa của anh thực sự đã khiến anh phải suy ngẫm lại mục đích của mình. Với tư cách là một luật sư, lãnh địa có thể được dùng để thẩm vấn các nhân chứng và thu thập bằng chứng. Nhưng khi lãnh địa được mở ra, thẩm phán sẽ công bố các cáo buộc chống lại bị cáo. Điều này đưa Higuruma đến những khía cạnh tiêu cực hơn của các đối thủ trong Tứ Diệt Hồi Du, khiến anh thắc mắc về quyền hạn tước đoạt mạng sống của mình. Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể ảnh hưởng đến sự hiệu quả của cả lãnh địa, và nó cần phải có tư tưởng công lý mà Higuruma tin vào. Nó cũng có thể được sử dụng để tái hiện lại các tội ác và xác định kẻ phạm tội. Lãnh địa trù tứ phục tử có thể được sử dụng để điều tra các tội ác, tìm ra sự thật và đưa ra phán quyết công bằng. Ngoài ra thì các cáo buộc còn được dựa trên bằng chứng thực tế hoặc chỉ là những nghi ngờ để đưa ra phán quyết công bằng. Cho nên trù tứ phục tử có thể được sử dụng để tổ chức các phiên tòa công bằng và minh bạch. Nó cũng có thể được sử dụng để đưa ra các hình phạt phù hợp với các tội ác. Tất nhiên là lãnh địa bẩm sinh của Hiromi cũng có thể bị lạm dụng. Nó có thể được sử dụng để bức hại những người vô tội, áp đặt ý chí của người dùng lên người khác, hoặc thậm chí là thao túng thực tế. Lãnh địa bẩm sinh của Hiromi cho phép anh ta truy tố mục tiêu của mình mà chưa xem xét kỹ tới những bản án mà thức thần thẩm phán đưa ra là đúng với hoàn cảnh hiện tại hay không. Thế nhưng nhờ có Yuji mà luật sư Higuruma mới có thể tìm về bản chất đúng đắn của mình, và giờ đây sử dụng thuật thức đặc biệt mạnh mẽ của mình với kẻ mạnh nhất lịch sử Jujutsu Kaisen. Cơ chế hoạt động. Như vậy thì đối với lãnh địa đặc biệt này, bất kỳ ai bước vào trong cũng phải tuân theo luật lệ đã ban hành trước đó từ chủ nhân của lãnh địa. Trong phạm vi của lãnh địa, cả hai đều không được phép sử dụng bạo lực và các thủ tục sẽ bắt đầu ngay sau khi kích hoạt. Đầu tiên, thẩm phán sẽ công bố các tội danh đối với bị cáo, đó là những tội ác thực tế mà họ có thể đã hoặc chưa phạm phải. Thẩm phán tự động biết mọi thứ về tất cả mọi người bên trong lãnh địa, nhưng thông tin này không được chia sẻ với người triệu hồi. Phán quyết của phiên tòa chỉ được dựa vào những lập luận của hai bên. Sau khi cáo buộc được xem xét, bị cáo được trao cho một cơ hội để bào chữa. Họ có 3 sự lựa chọn: im lặng, thú tội hoặc phủ nhận. Nếu bị cáo chọn phủ nhận tội danh, họ có thể nói dối trong lời khai của mình. Bằng chứng được trình bày xuất hiện dưới dạng một phong bì kính trong tay công tố viên, cụ thể là Higuruma. Bằng chứng được trình bày không nhất thiết phải là kết luận và sẽ không được mở và chia sẻ cho bị cáo cho đến sau khi họ tuyên bố. Nhưng công tố viên sẽ được thẩm phán thông báo về thông tin bên trong khi nhận được phong bì. Sau khi công tố viên và bị cáo đều đưa ra tuyên bố của mình, thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết hợp pháp. Nếu bị cáo bị kết tội, họ sẽ bị trừng phạt bằng một trong số những hình phạt ngụ ý là khác nhau. Ngay cả người sở hữu lãnh địa trù tứ phục tử cũng không thể chắc chắn về hình phạt mà đối thủ của họ sẽ nhận được. Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội ác, những hình phạt khắc nghiệt hơn có thể được đưa ra. Vì sự chính trực khi đưa ra kết quả mà hình phạt nặng nhất còn ban cho Higuruma quyền hạn kết liễu đối phương chỉ bằng một đòn chém. Một trong những hình phạt mà thẩm phán thường đưa ra là tước đoạt, ngăn cản họ sử dụng thuật thức. Hay đúng hơn là trong trường hợp của Yuji thì Higuruma nói rằng nó giống như bị rút hết toàn bộ chú lực, khiến cho bộ não mất đi khả năng điều khiển chú thuật bẩm sinh. Sau khi tuyên bố phán quyết, lãnh địa sẽ tan biến và hình phạt ngay lập tức được áp đặt lên người phạm tội. Tuy nhiên, nếu bị cáo bị kết tội mà không có lời thú nhận công khai, họ có thể sẽ được yêu cầu xử lại và thẩm phán sẽ không thể từ chối. Nếu có năng lực hoặc bản án của bị cáo quá thiên vị cho bị cáo, thì hiệu quả của trừ tử phục tử cũng có thể bị từ chối và thuật thức của Higuruma giờ đây sẽ hoàn toàn vô tác dụng. Chú cụ. Khi chưa dùng đến lãnh địa, khả năng chiến đấu của Higuruma cũng được gia tăng một cách rõ rệt bằng một loại chú cụ khảm trực tiếp vào trong lãnh địa của anh. Hình dạng ban đầu và cơ bản của nó lẽ ra chỉ là một chiếc búa thẩm phán thông thường, nhưng khi Higuruma ra lệnh cho nó thì nó có thể tùy chỉnh kích thước hoặc thậm chí biến thành loại vũ khí khác nhau, linh hoạt tùy theo mỗi tình huống chiến đấu mà Higuruma cảm thấy phù hợp. Trong quá khứ, chúng ta được thấy sự linh hoạt này khi chú cụ này có thể thay đổi kích thước và hình dạng để mô phỏng các loại vũ khí khác nhau như búa, gậy gộc, móc câu và chùy khổng lồ. Điều này cho phép Hiromi điều chỉnh phong cách tấn công của mình tùy theo tình huống. Không những thế, tốc độ tấn công và di chuyển của Higuruma cũng đạt tới trình độ có thể theo kịp cái Yuji. Và như ta đã biết thì sức mạnh thể chất của nhân vật chính là phi thường như thế nào rồi. Kể cả không có chú lực thì Yuji vẫn luôn tự tin vào khả năng né tránh và tung cú đấm của mình. Ngoài ra thì Higuruma vẫn có thể truy tố đối thủ bằng kiến thức pháp lý vượt trội của mình ngay khi đối đầu trực tiếp trong lãnh địa trù tứ phục tử. Một khi khiến thẩm phán quyết định trừng phạt đối tượng, Hiromi sẽ tận dụng tối đa lợi thế này, áp đảo và nghiền nát kẻ địch bằng chiếc búa thẩm phán có khả năng thay đổi hình dạng linh hoạt. Phong cách chiến đấu của anh xoay quanh những cú đánh mạnh mẽ được thực hiện bằng búa thẩm phán, thường biến đổi hình dạng một cách tinh tế để tận dụng các loại vũ khí khác nhau. Nếu trường hợp Higuruma thành công kết án tử thì hình dạng mạnh nhất của búa thẩm phán sẽ được triệu hồi, đó chính là kiếm phán quyết. Với hình dạng này, Higuruma sẽ dễ dàng đạt được thế thượng phong trên chiến trường. Có lẽ là kể cả đối với Sukuna, khi
mà hắn cũng phải dè chừng, né tránh tất cả những nhát chém từ thanh kiếm tử thần này. Tuy nhiên, nếu mà áp dụng tất cả các lợi thế này của Higuruma, thì có vẻ như chiến thắng trước Vua Nguyên Hồn dành cho phe Yuji lại dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng phải chăng, Vua Nguyên Hồn thực ra vẫn còn cách để chế ngự lợi thế này mà Higuruma có thể đem lại? Trước hết là bằng võ mồm, Vua Nguyên Hồn tuy không sinh ra ở thời hiện đại, nhưng mà cơ thể hắn nhập vào lại là của Megumi, một boy lạnh lùng sở hữu tài mưu lược khá là sắc bén. Với ký ức của vật chủ tồn tại rằng khả năng Vua Nguyên Hồn sẽ nhanh chóng tìm cách biện minh thành công cho bản án của mình, hoặc chết là giảm nhẹ tội trạng và đưa hình phạt xuống dưới ngưỡng cưỡng chế mà thôi. Cách thứ hai có lẽ là viển vông hơn, nhưng thông qua uy danh của Vua Nguyên Hồn thì nó hoàn toàn có thể xảy ra. Đó chính là nhờ vào kiến thức chú thuật sâu rộng của mình mà hắn sẽ tìm ra điểm yếu của loại lãnh địa không tất trúng như Chu Tứ Phục Tử. Được biết thì giản dị lãnh địa hay những kỹ năng tương tự sẽ không có tác dụng vì Chu Tứ Phục Tử không áp dụng đòn tất trúng, nên đây cũng có thể là sơ hở để Vua Nguyên Hồn có thể tìm ra cách loại bỏ hiệu ứng mà lãnh địa của Higuruma đang dùng. Các bạn nghĩ Chu Tứ Phục Tử sẽ hoạt động như thế nào trước Vua Nguyên Hồn? Comment phía dưới video cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.